sao cô dở quá vậy hả? Để người ta sàm sỡ trắng trợn vậy mà cô không có phản ứng gì hết là sao? Tại tôi bất ngờ quá, tôi cũng không biết phản ứng sao hết. Mấy cái thứ đàn ông mà dê sờm sàm sỡ vậy người đường nhiều lắm, cô phải cẩn thận một chút biết chưa? Cảm ơn anh, tôi biết rồi. Ủa mà sao kỳ vậy ta? Tôi thấy mấy cô gái mà làm nghề tiếp thị, người ta bản lĩnh, người ta dữ dằn lắm, đâu có dễ để bị ăn hiếp như vậy. Tôi thấy cô không phù hợp với nghề này đâu. Không làm việc này thì tôi biết làm gì bây giờ? Người như anh chắc nghĩ chuyện gì cũng dễ dàng lắm đúng không? Còn với tôi thì không phải như vậy đâu. Anh cũng thấy rồi đó, bây giờ tôi còn chưa tìm được chỗ ở, còn phải làm phiền anh kia mà. Thôi, tôi phải đi làm việc đây. Vì hồi nãy thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ chị ơi, em gửi chị sản phẩm mới. Dạ anh xem qua giúp em. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Dạ anh chị cứ xem qua, cho người thân mình dùng thử, nếu được thì ủng hộ giùm. Chào anh. Dạ em cảm ơn. Vô đây em. Chào em. Hôm nay con không đi làm sao? Dạ không mới đi tiếp thị về. Sẵn á, ghé ngang cho mấy em một ít bánh kẹo với sữa tắm nữa. Bữa nay mấy bé có ngoan không cô? Bé Bi á, nó còn khóc đòi mẹ nữa không cô? Bé Bi cũng ngoan rồi. Tối nào cô Hạnh cũng hát bài của hết con nó mới chịu ngủ đó. Chào các con, cô Hiền Mai tới rồi nè. Nè, cô có một ít quà cho tụi con nè. Tụi con có vui không? Dạ vui. Nè, cho đây, con cô nè, cho. Ngoan lắm. Rồi. Nè, cho con nè. Đó, con nữa. Nè, cái này của con. Nè, con cầm bánh phát cho mấy bạn nha. Đâu, cô coi dễ đẹp không? Đây. Con dễ dễ thương nè, quá à. Đó. Con nè. Cái con sẽ ngoan nghe chưa? Con nữa. Cái con ngoan thì cô Hiền Mai mới đến thăm tụi con hoài chứ. Baby, hôm nay con có ngoan không nè? Con ngoan lắm cô. Vậy con còn khóc nhè nữa không? Dạ không. Nếu con ngoan như vậy á thì cô Hiền Mai cũng có quà cho con nè. Cảm ơn cô. Tụi ơi, tao cũng có quà nè. Cô có nghe Hạnh nó nói sơ qua về chuyện con? Con đã kiếm được chỗ ở mới chưa? Vẫn chưa cô à. Nhưng mà người thuê nhà mới đã đồng ý cho con ở lại rồi. Con cảm giác con không được may mắn lắm thì phải. Mọi thứ cứ rối tung rối mù lên hết rồi cô. Dạng sự khởi đầu nan, con đừng nản chí. Dạ, dạng sự khởi đầu nan mà gian nan bắt đầu nản hả cô? Nhiều lúc á, con cảm thấy tương lai của mình sao mà mờ mịt và xa xôi quá. Tất cả với con bây giờ chỉ là con số 0 như lúc ban đầu thôi. Nhiều lúc con chỉ muốn từ bỏ tất cả, nhưng mà con không thể làm như vậy được. Con hãy cố gắng lên. Quan trọng là con phải giữ được niềm tin vào cuộc sống. Mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp thôi. Những người ăn ở hiền lành cuối cùng rồi cũng sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà đến bao giờ hả cô? Con đã 20 mấy tuổi rồi, đến bây giờ con vẫn không tìm được chỗ ở. Hàng ngày còn phải đi tiếp thị sữa tắm, bán cà phê để nuôi sống bản thân mình. Vậy mà lúc trước con cứ nghĩ mình sẽ kiếm được tiền để phụ giúp cha mẹ, nuôi em trai ăn học nên người. Có lẽ con đã quá tự tin vào năng lực của con rồi, đúng không cô? Cô hiểu tâm trạng của con mà. Khi gặp phải tình cảnh khó khăn thì con người ta mất tự tin. Con hãy luôn nhớ điều này. Phía trước vẫn còn là hy vọng. Dạ con cảm ơn cô. Dạ em mời anh chị. Dạ cảm ơn chị. Thảo chị rất là giỏi đó. Từ ngày còn học ở trong trường lại không chịu kế thừa sản nghiệp của cha mẹ mà rẽ sang một con đường hoàn toàn mới. Chị hả? Đúng là đáng khen đúng không anh? Tự nhiên nói ra rồi bắt người khác khen ngang xuôi như vậy.
không phải là quá kỳ cục rồi sao? Có gì đâu em. Em là bạn thân của Kim Yến thì cũng coi như là bạn thân của anh rồi. Anh biết thì mới lựa chọn con đường hoàn toàn mới như vậy, chắc chắn là em gặp nhiều khó khăn lắm đúng không? Dạ. Bây giờ thì em đã bị coi như đứa con không gia đình rồi. Mọi người đều muốn ly khai quan hệ với em để bắt em phải nhượng bộ. Nhưng sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Chính Kim Yến là người đã tiếp thêm cho em nghị lực, cho em niềm tin để tiếp tục chiến đấu, để thực hiện ước mơ. Kim Yến là một người bạn tốt đó anh. Hai người bàn công việc với nhau mà sao tự nhiên lại nói với em vậy? Vậy cũng được. À, em có mang đầy đủ tài liệu hồ sơ về công ty không? Dạ, đây. Cho anh mượn. Bên em kinh doanh mặt hàng thực phẩm chức năng và các thiết bị làm đẹp cho phụ nữ. Vừa hay em đang muốn tổ chức các hoạt động để quảng bá cho công ty và chất lượng của sản phẩm thì Kim Yến giới thiệu anh. Được rồi, nếu vậy thì trước hết anh sẽ nói với em một số phương thức về truyền thông và quảng cáo để coi chị thích chọn phương thức nào ha. Em không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, vậy thì mình cứ theo ý kiến của anh đi ha. Thì tụi mình cứ bàn bạc để tìm ra phương án nào tối ưu nhất để quảng bá cho sản phẩm. Anh Hoàng Anh á thì có chuyên môn về lĩnh vực truyền thông quảng cáo. Thảo Chi á thì rất là am hiểu về chất lượng của sản phẩm và nắm rõ các phương thức hoạt động của công ty nữa. Mọi người cứ góp vô một ý kiến thì tốt hơn đúng không? Đúng á, là không có ai qua được Kim Yến, lúc nào cũng suy nghĩ chu đáo hết mọi việc. Sao em thấy sao? Không vấn đề gì, em cũng rất sẵn sàng thôi. Ok, vậy thì chúng ta bắt đầu nha. Dì không đi ăn trưa hả? Tự nhiên dì thấy chán nản quá, không muốn về nhà mà cũng không muốn ăn uống gì hết. Có chuyện gì đúng không dì? Có những chuyện diễn ra không theo ý muốn. Dì đang nghĩ không biết có phải là từ nay mình sẽ phải trượt dài trong thất bại không. Dì đang có một dự cảm không lành. Con thấy rồi đó, công ty gần đây gặp nhiều chuyện không suôn sẻ. Giải ba có thể coi là một thất bại nặng nề của chúng ta trong triển lãm thời trang toàn quốc vừa rồi. Con cũng kinh doanh trong ngành công nghiệp thời trang này, con quá rành rồi còn gì nữa. Trùng dương sống sau, xô sống trước. Cứ với tình hình này, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ bị hạ bệ thôi. Việc làm ăn vốn luôn chứa đựng nhiều nguy cơ, chứ đâu phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái được đâu gì. Chúng ta sẽ cố gắng lấy lại uy tín của tập đoàn qua những bộ sưu tập sắp tới. Con sẽ giúp dì theo dõi và đốc thúc tiến độ làm việc của phòng thiết kế. Dì đừng lo lắng quá. Những điều con nói thì dì cũng biết chứ. Nhưng có lẽ chuyện của Hoàng Anh đã khiến dì mất thăng bằng trong cuộc sống, càng lúc càng cảm thấy hoang mang hơn. Hoàng Anh, có chuyện gì nữa hả dì? Nó chẳng nói chẳng rằng với dì một lời, âm thầm dọn đồ đạc cá nhân chuyển ra ngoài sống. Dì thấy mệt mỏi và bất lực quá. Mà con thật sự không biết gì về ý định của nó chứ. Hay là hai anh em lại tiếp tay cho nhau? Không phải đâu dì. Thực chất là lúc trước Hoàng Anh cũng nói cho con nghe việc này, nhưng mà con nghĩ lúc đó nó quá nóng giận nên nói vậy thôi. Chứ con không nghĩ là mọi việc như vậy. Chưa bao giờ dì cảm thấy bất lực như bây giờ. Hầu như cách nào dì cũng đã làm rồi,
nhỏ nhẹ khuyên lơn có, la mắng cũng có, thậm chí nài nỉ, cả ép buộc gì cũng đã làm qua. Nhưng dường như với nó, tất cả những chuyện gì đã cố công làm không có chút ý nghĩa nào hết. Chẳng hỏi han gì, đi khỏi nhà và chỉ để lại một mẩu giấy. Dì gọi điện nó cũng chẳng thèm nghe máy. Thật sự bây giờ dì cũng không biết nó ăn ở ra sao nữa. Con vẫn có một niềm tin chắc chắn rồi, thế nào nó cũng sẽ thay đổi ý định. Nó sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của dì. Dì đừng lo lắng quá. Tới lúc đó, con nghĩ cách hành xử của nó cũng sẽ thay đổi thôi dì à. À, dì nè, biết đâu á, sau khi nó ra ngoài ở, nó sẽ nhận ra tình cảm của dì đối với nó, rồi nó sẽ quay về nhà. Con không cần phải nói những lời dễ nghe như vậy. Dì biết rõ tính cách của nó mà. Vậy mà trước đây, dì đã luôn tưởng tượng khi Hoàng Anh về nước, mỗi ngày hai mẹ con sẽ cùng nhau tới công ty làm việc, mỗi buổi tối sẽ quay quần bên mâm cơm, có mẹ có con. Chẳng lẽ yêu thương và tìm cách hy sinh để lo cho tương lai của con mình cũng là sai hay sao chứ? Rốt cuộc là tình cảm đơn phương của dì có hy vọng gì không? Hay chỉ toàn là vô vọng? Hôm nay ta phải cảm ơn mày nhiều lắm đó. Cảm ơn nhiều nha. Kế hoạch của tao đã rất thành công. Tao đã ghi được một số điểm với anh chàng này rồi đó. Chắc chắn là vậy rồi. Mày không cần phải cảm ơn tao đâu. Kế hoạch quảng bá sản phẩm của Hoàng Anh rất là ấn tượng, giúp rất nhiều cho công việc của tao. Vậy sao? Cho em cái này cho nha. Tôi cái này. Dạ. Vậy sao? Là cái gì hả mày? Anh đẹp trai, con nhà giàu, giỏi giang, mày cũng biết lựa quá ha. Nhưng mà tao cũng có cảm giác là hơi bất an. Bởi vì hiện tại á, anh ta chưa có biểu hiện gì hết á. Chưa thể coi như là mắc vào cái lưới của tao. Mày không có cảm giác chinh phục như hồi trước nữa hả? Mày cứ nghĩ lý do đi. Người ta thích cảm giác chinh phục là gì? Chính là hôm nay người ta có cảm giác không thích mình, ngày mai ước chinh phục đạt được kết quả, người ta mới thích mình hơn một chút. Tới ngày kia thì hơn một chút nữa. Cứ như vậy cho đến khi đối phương bị chinh phục hoàn toàn. Nhưng với Hoàng Anh, dù đã vận dụng 1/3 nội lực của tao, vẫn chưa hề có cảm giác anh ta bị tao chinh phục một chút nào. Điều này khiến tao có cảm giác không khỏi lo lắng. Gì đi chứ, một Kim Yến tự tin mạnh mẽ, bây giờ phải chịu lép chế như vậy sao? Nhưng điều mày nói không phải là không có cơ sở. Anh ta là bạch mã hoàng tử trong mắt nhiều cô gái. Ai cũng muốn có được vàng. Đứng trước nhiều mối quan tâm như vậy, anh ta lại càng có nhiều quyền để lựa chọn hơn. Ủa, nhưng mà bằng cách nào mà quen được anh ta vậy? Lại còn xưng hô anh em còn sớt nữa chứ. Tao gặp Mai thôi mày ơi. Đó là cơ Mai. Nhưng tao không tin mày không làm nổi trò trống gì đâu. Nếu cần giúp nói với tao. Chuyện hôm nay á, tao đã phải cảm ơn mày rất nhiều rồi. Còn chuyện từ nay về sau thì phải dựa vào bản thân thôi và tiếp tục bước thôi. Cũng đâu có quyền được lùi bước. Khẩu khí tốt đó. Muốn chinh phục đàn ông thì phải nói ngọt và diễn giỏi. Mà không phải cả hai điểm này tao và mày đều có khả năng đặc biệt sao? Chính xác. Tao cảm ơn mày nha.
Dạ. Đúng là cô kiên nhẫn thiệt. Được rồi, vậy thì tôi cũng không từ chối lòng thành của cô. Dạ con nghe. Hoàng Anh hả? Cuối cùng thì mẹ cũng đã liên lạc được với con. Mẹ tưởng là con cắt đứt liên lạc với mẹ luôn chứ. Nhà mới của con tốt chứ? Sống bên đó ổn không con? Dạ cũng ổn mẹ. Mọi việc đều bình thường suôn sẻ. Như vậy thì tốt quá. Hoàng Anh nè, lát nữa trưa nay á, con về nhà ăn cơm với mẹ được không? Dạ con còn một số việc phải làm. Chắc để dịp khác nha mẹ. Nếu con không rảnh thì mẹ cũng không ép. Mẹ chỉ muốn mẹ con mình ăn một bữa cơm với nhau thôi. Dạ, vậy được rồi. Lát nữa con về. Vậy nghe mẹ. Ừ. Ủa, hôm nay bà chủ ăn cơm nhà hả? Sao bà chủ không báo trước để tôi chuẩn bị? Dạ tôi cứ nghĩ là bà ăn ở ngoài như mỗi khi đó. Mà giờ này cũng quá giờ cơm rồi. Nếu bà cứ ăn cái kiểu này á, bà sẽ bị đau dạ dày chết á. Không sao đâu. Bữa nay Hoàng Anh về nhà ăn cơm, tôi muốn vào bếp tự tay nấu mấy món mà nó thích ăn nhất. Bây giờ nó đã sống ở ngoài rồi, ăn uống không ai lo hết. Mình cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ còn cách á, thỉnh thoảng gọi nó về rồi nấu cho nó vài món nó thích ăn thôi. Vậy để tôi làm phụ bà nha. Mà bà cũng đừng lo nhiều quá, vì cậu Hoàng Anh cậu cũng lớn rồi, cậu tự biết lo bản thân mình chứ. Con người mẹ nào mà không lo cho con mình. Dù nó khôn lớn trưởng thành, nhưng trong mắt người mẹ, con cái lúc nào cũng còn nhỏ dại, cần được bảo bọc, che chở, lo lắng. Đó là quyền của người làm mẹ mà Vú. Vậy mà tôi cứ luôn luôn bị tước đoạt đi cái quyền được lo lắng cho con. Vú nghĩ coi, cuộc đời của tôi có phải là quá bi đát không? Tuy cậu chủ tỏ ra lạnh lùng nhẫn tâm, nhưng mà cậu là người sống rất tình cảm. Bà chủ cũng biết mà, đó chẳng qua là vì chuyện cũ nên luôn luôn cậu thấy dằn vặt mà thôi. Nhưng bà chủ cũng biết rồi đó, chuyện cũ thì cũng là chuyện cũ thôi. Rồi người ta cũng phải sống với hiện tại chứ. Chẳng qua chưa có niềm vui mới, cho nên cậu cứ bị ám ảnh hoài về chuyện cũ. Niềm vui mới? Ý của Vú là... Thì còn gì nữa bà chủ, chính là một cô gái để cho cậu yêu thương say đắm, tìm cách bảo vệ. À, đó, mà tình yêu nam nữ á, nó chẳng ăn nhập gì với tình cảm mẹ con. Khi biết yêu rồi đó, cậu chủ sẽ không còn lạnh lùng nữa. Suy nghĩ của cậu chủ á, sẽ dung hòa hơn, sẽ biết mở lòng ra với mọi người, trong đó có mẹ mình nữa, sẽ không còn bủa vây trong vòng xoáy của quá khứ nữa. Đúng vậy. Nhưng mà nếu nó tiếp tục sống như vậy thì tôi thấy việc yêu đương của nó cũng không có dễ dàng gì đâu. Nói thiệt với bà chủ, chỉ cần cậu gặp đúng người thôi thì cậu hả, cậu sẽ yêu say đắm còn hơn người khác nữa. Lúc đó hả, có khi bà chủ lại không nhận ra con trai mình nữa chứ. Tôi cũng hy vọng giống như lời Vú nói thì tốt quá. Dạ. Chủ tịch nói với anh như vậy hả anh? Ừ. Với kết quả như vậy thì chắc chắn chủ tịch phải dùng cách đó rồi. Gần đây phòng thiết kế làm việc không mấy hiệu quả. Nếu anh không muốn nói là cực kỳ yếu kém, anh muốn hỏi em lý do của việc này ra sao? Sao anh lại hỏi em chuyện này? Nếu không hỏi em, không lẽ anh đi hỏi trưởng phòng thiết kế? Mà nếu có hỏi, chưa chắc anh ta đã trả lời đúng thực chất của vấn đề. Yến nè, anh muốn nghe ý kiến khách quan của em. Qua đó mình có thể tìm được cách giải quyết vấn đề từng bước. Nếu để chủ tịch ra quyết định rồi, chỉ có sa thải hoặc là kỷ luật mà thôi.
Chuyện này thì em chỉ là nhân viên của anh ta. Nếu mà em đi nói chuyện này với anh á, Thì em thấy... Em nói sao? Em không được suy nghĩ như vậy. Chuyện này đâu phải lợi ích riêng của em, mà là quyền lợi chung của cả một phòng thiết kế. Anh nói cho em biết, nó còn ảnh hưởng đến uy tín của tập đoàn mình nữa kìa. Em xin lỗi. Thôi được rồi, em sẽ nói hết những gì mà em biết cho anh nghe. Con ăn đi. Dạ. Đồ ăn nguội hết rồi. Dạ Vũ. Công việc của con sao rồi? Dạ, bắt đầu ngày mai con mới đi làm. Như vậy thì tốt quá. Còn tập đoàn của chúng ta thì đang gặp rất nhiều khó khăn. Triển lãm thời trang toàn quốc vừa rồi mất bao nhiêu công phu chuẩn bị, vậy mà rốt cuộc chúng ta chỉ đạt được giải ba thôi. Vị trí của tập đoàn chúng ta đang bị đe dọa nghiêm trọng. Mẹ à, đó không phải là tập đoàn của chúng ta, mà chỉ là tập đoàn của mẹ thôi. Của mẹ hay của con thì cũng chỉ vậy thôi. Mẹ chỉ có một mình con là con thôi à. Chỉ có một mình con, mà con cũng không quan trọng đối với mẹ nữa là... Con là con của mẹ, con mà không quan trọng thì còn ai nữa chứ. Không phải là cái tập đoàn danh tiếng, đó là mối quan tâm số một của mẹ, là mục tiêu cả đời của mẹ hay sao? Mẹ có thể phủ nhận được điều đó à? Sao con lại có thể nói với mẹ những lời như vậy chứ? Dù sao đi nữa, mẹ vẫn mong con quay về để quản lý tập đoàn. Không lẽ con không thương mẹ một chút nào sao? Mẹ à, mẹ cứ nhất định là phải hỏi, hỏi đi hỏi lại câu hỏi đó sao? Tập đoàn bao nhiêu năm qua không có con vẫn phát triển rất tốt mà. Con nghĩ anh Việt sẽ giúp đỡ cho mẹ rất nhiều, nhiều hơn cả con nữa. Con nhắc lại một lần nữa, con không hề hứng thú với tập đoàn đã chia rẽ gia đình của chúng ta. Nếu như mẹ hiểu giùm con điều đó, thì chắc chắn giữa con và mẹ sẽ không có những cuộc cãi giả vô nghĩa như vậy. Sao mà con cứ mãi cố chấp như vậy chứ Hoàng Anh? Mẹ biết là mẹ đã quá coi trọng sự nghiệp, ít có thời gian quan tâm chăm sóc gia đình. Nhưng mà con không thể tha thứ cho mẹ sao? Ngay lúc này mẹ đang rất cần con, tập đoàn cũng đang rất cần con. Bất chấp tất cả những điều này mà con không thể suy nghĩ là sao chứ hả Hoàng Anh? Rốt cuộc á, là mẹ cần con hay là tập đoàn của mẹ cần con, mẹ nói đi. Con à, mẹ thật sự không hiểu tại sao con có thể hằn học với cái nơi đã gắn bó suốt cuộc đời của mẹ như vậy chứ. Tuổi thời thiếu vắng tình thương của con và cái chết đau đớn của ba, tất cả những điều đó ai có thể thay đổi được hả mẹ? Tại sao con phải chịu đựng tất cả những chuyện này? Là vì ai? Không phải là vì tập đoàn đó à? Cho dù có chết, con cũng không muốn liên hệ một chút nào với nó hết. Coi như là mẹ xin con đó. Mẹ xin con đừng nói với mẹ những lời đau lòng như vậy. Con xin lỗi mẹ, con cũng không muốn làm mẹ buồn, nhưng con không làm theo ý mẹ được. Con nhất thiết phải như vậy sao Hoàng Anh? Con nghĩ đi, từ khi mà con về nước tới giờ, hai mẹ con mình chưa có một ngày nào vui vẻ. Con nhất định không chịu nghe lời mẹ, bây giờ lại còn đòi ra ngoài ở nữa. Con không muốn ở chung với mẹ hay sao chứ? Không phải là như vậy, con chỉ muốn có sự tự do vậy thôi. Tự do? Ở nhà với mẹ con không được tự do sao? Đây là nhà của con mà. Đi ra ngoài con thấy dễ chịu hơn à? Sống ở nhà sung sướng đầy đủ, tại sao con lại không muốn? Con lại muốn đi ra ngoài để thiếu thốn, để vất vả là sao chứ? Bây giờ cuộc sống của con rất thoải mái và đầy đủ, mẹ không cần phải quan tâm tới đâu. Con biết con làm như vậy mọi người sẽ đánh giá mẹ như thế nào không? Con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn mà lại đi ở trọ, người ta nhìn vào người ta nghĩ mẹ như thế nào? Thôi được, nếu con muốn sống riêng á, mẹ sẽ mua cho con một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi. Và trong thời gian mẹ đang mua nhà, con có thể sống tạm ở đó cũng được. Mẹ à, chính vì vậy mà con không thể nào sống chung được với mẹ. Bây giờ mẹ quan tâm tới ý nghĩ của người khác nữa. Mẹ muốn con sống theo ý của con, hay là con phải trở thành một người con trai hoàn hảo như vậy mẹ mới chịu? Con xong rồi, con về đây. Hoàng Anh, có phải là con không chịu tha thứ cho mẹ không? Có phải là con định chối bỏ tình mẫu tử? Mẹ à, có những điều
người ta không bao giờ có thể chối bỏ được, dù rất muốn mẹ. Cuối cùng thì em cũng không giữ được con Đoạn Quân à. Anh ta đi đâu vậy không biết, giờ này còn chưa chịu về nữa. Rồi, con ngoan nha, đừng khóc nữa nha con. Dạ, bà rút con. Con em đó. Dạ, cho con chơi bi. Nè, anh ẵm nó đi nè. Ừ, bà ẵm nè. Tôi đợi anh về cho nên chưa ăn gì hết á. Cơm canh nguội hết rồi, để tôi hâm nóng lại cho anh ăn nha. Bữa nay tôi có nấu mấy món mà anh thích ăn á. Anh coi coi có ngon. Trời, mệt quá, dẹp đi. Không ăn uống gì hết á. Anh, nè, dù gặp phải chuyện gì thì anh cũng phải ăn cơm chứ. Khi no bụng rồi, tâm trạng sẽ thoải mái hơn mà. Không phải lúc đó người ta sẽ nghĩ sáng suốt hơn sao? Cô làm gì vậy? Hả? Đó là chuyện của tôi, cô không cần phải bận tâm xen vào làm cái gì hết á. Cô nghĩ mình là ai trong cái nhà này mà có quyền phát biểu này nọ vậy? Cô chỉ là người ở nhờ trong nhà của tôi thôi. Cẩn thận đó. Coi chừng tôi đuổi cô bất cứ lúc nào tôi muốn. Anh uống sai rồi hả? Ai mượn cô nấu cơm cho tôi vậy? Hành động đó không có ý nghĩa gì với tôi đâu. Cô đừng có tưởng. Lo kiếm nhà khác mà dọn đi đi. Đừng có ý định ở ké nhà tôi dài hạn nữa đó. Tôi không có thích. Có đang rồi nè con trai. Đỉnh con. Ngoan nè. Ăn cháo đi. Ăn cháo nghe rồi bẩm nè. Con ngoan. Sao lại khóc dữ vậy con? Ồ, con có ba ngoan nè. Nín nè con. Thôi nín đi. Mẹ có gì rồi kìa con. Sao hôm nay anh đi làm về trễ quá vậy? Con nói đói nãy giờ rồi kìa. Bữa giờ tập đoàn có nhiều việc quá anh à. Sắp ra mắt bộ sưu tập mới, ai cũng bận việc hết á. Ơi té con. Sao không ngồi chơi với con chút xíu đi? Bội mệt lắm hả? Không phải, bây giờ em phải đi dự tiệc với một số đối tác ở nước ngoài mới qua. Hôm nay chắc là em về trễ. Bây giờ vẫn chưa nhập tiệc mà. Anh cứ ngủ trước đi, không cần phải chờ em. Khi nào về em sẽ gọi bà vú ra mở cửa. Em thuê người quản lý tập đoàn đi, rồi dành thời gian chăm sóc gia đình con cái. Bây giờ rất nhiều tập đoàn người ta cũng thuê quản lý mà. Trước khi ba mất, đã dặn chúng ta là phải giữ vững ưu thế của tập đoàn trong làng thời trang. Không lẽ anh đã quên lời dặn đó rồi sao? Cho là anh có thể thuê được người có năng lực quản lý tập đoàn đi, nhưng làm sao có thể tin tưởng giao hết tập đoàn cho người ngoài được chứ? Họ có thể rút hết vốn của chúng ta rồi bỏ đi bất cứ lúc nào. Có thể họ sẽ hủy hoại danh tiếng của tập đoàn ta bất cứ lúc nào. Anh có nghĩ tới chuyện đó chưa? Kể cả như vậy đi chăng nữa thì em muốn hy sinh hạnh phúc gia đình để giữ tập đoàn sao? Chúng ta có thể tìm một người tin tưởng trong số những cổ đông, rồi em giao lại quyền quản lý tập đoàn cho người ta cũng được mà. Em không đồng ý. Bao nhiêu công sức của ông ngoại em, của ba em mới gây dựng được uy tín của tập đoàn như thế này, không thể nào mà dễ dàng bỏ đi như vậy được. Lẽ ra anh phải là người giúp em trong chuyện này, vậy mà em phải gồng lưng gánh vác một mình. Đã vậy mà anh còn trách em được nữa hả? Rốt cuộc thì anh chỉ nghĩ tới bản thân của anh thôi à. Em im đi. Anh có chính kiến của riêng mình, chứ không dễ dàng bị ép buộc vô cớ như em đâu. Trừ khi quản lý tập đoàn là điều em muốn đó. Cuối cùng á, thì anh cũng đã nói ra những điều mà anh nghĩ. Rốt cuộc á, thì em trong mắt anh chỉ có bao nhiêu đó thôi sao? Em sẽ không bao giờ quên được những lời nói của anh ngày hôm nay đâu. Tốt nhất là em đừng quên. Em còn phải toàn tâm toàn ý lo cho Hoàng Anh nữa. Còn những gì khác để anh lo. Anh thì lo được cái gì chứ? Đưa đây,
Nếu mà anh lo được á, thì anh đã không dửng dưng trước cái chuyện quản lý tập đoàn công ty. Bây giờ thì em chưa thấy hối hận đâu. Nhưng mà tới khi Hoàng Anh trưởng thành á, thì em sẽ đối diện với cách hành xử của nó. Đối với con cái á, chỉ biết dành tình yêu thôi chưa đủ đâu. Không gần gũi tận tay chăm sóc nó, thì em sẽ hy vọng đón nhận được gì trong tương lai chứ. Anh chỉ muốn em thật sự nghiêm túc trong vấn đề này thôi. Em đang bị trời trừng phạt vì đã không nghe lời anh. Chỉ cần lúc đó em dứt khoát cái trách nhiệm của cơ ngơi gia đình thì không phải như bây giờ. Mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao? Em đã sai rồi anh Quân ơi. Con trai nó hận em vì nó cho rằng em là kẻ sát nhân. Chính em đã giết người cha mà nó yêu kính nhất. Sao nó có thể không hận em được chứ? Còn mình không thể tha thứ cho em rồi. Còn anh, anh có tha thứ cho em không? Tốt nhất anh đừng bao giờ tha thứ cho em. Bởi vì chính em cũng ghét anh vô cùng. Anh bỏ đi thì quá dễ dàng rồi, chết còn dễ dàng hơn là sống. Từ nay em phải sống vì cái gì? Em phải sống vì cái gì kia chứ? Trời ơi bà chủ, bà chủ ơi, bà làm sao vậy? Hồi nãy trên kia bà uống nhiều lắm rồi, bây giờ còn ra đây uống nữa, xỉn chết luôn á. Du để yên cho tôi uống mà. Phải để cho tôi uống chứ. Tôi buồn lắm, tôi không thể nào chịu nổi nữa. Thôi bây giờ bà nghe tôi, bà lên lầu bà nghỉ đi. Bà phải giữ gìn sức khỏe chứ, tuổi bà chủ đâu còn nhỏ nữa đâu. Giữ sức khỏe để làm gì? Tôi có chết đi cũng được rồi mà, cũng đáng rồi mà. Sống mà để làm gì chứ? Chỉ có một đứa con để yêu thương, nhưng mà nó lại không chịu ở bên cạnh mình. Tôi làm mẹ kiểu gì đây? Tôi đã phạm tội gì đây hả Du? Bây giờ tôi nói bà chủ nghe nè, uống rượu cũng đâu có tác dụng gì đâu. Bà chủ càng làm vậy đó thì càng nhìn bà chủ thảm hại hơn trong mắt Hoàng Anh. Bà chủ ơi, bà cam tâm làm như vậy hay sao vậy? Tôi không biết. Thảm hại trước mắt nó cũng được. Nó có thể hành xử với tôi như thế nào tôi cũng chấp nhận được hết. Chỉ cần nó ở bên cạnh tôi thôi. Ở bên cạnh và vẫn gọi tôi bằng mẹ là được. Du có biết hằng ngày không được nghe đứa con duy nhất của mình gọi mẹ ơi, lòng tôi đau đớn đến mức nào không? Tôi hiểu bà mà. Con ơi, con ở đâu? Mẹ cần con lắm mà Hoàng Anh ơi. Tôi đã không biết là anh lại khó chịu với tôi như vậy. Không lẽ bất chấp cả những lời anh nói, tôi vẫn cứ bám trụ ở đây sao? Như vậy thì thật không công bằng với anh. Nhưng tại sao anh lại đẩy tôi vào tình huống trớ trêu như thế này? Đêm qua anh hoàn toàn có thể để tôi ra đi kia mà. Có khi như vậy là tốt hơn. Tôi vẫn chưa quen với ý nghĩ mình là người ở nhờ trong nhà này. Có lẽ điều đó làm anh cảm thấy bực mình chăng?
có câu qua cơn bỉ cực tới hồi Thái Lai. Mà sao bà cứ chịu mãi sự dài dò này vậy? Tôi cũng muốn thấy một lần bà mỉm cười mãn nguyện, nhưng sao lại khó khăn đến vậy? Nếu nhìn từ bên ngoài, chắc hẳn ai cũng nghĩ là bà đang sống trong hạnh phúc lụa là. Chẳng ai ngờ được những gì bà đã phải chịu đựng đâu. Dù là bất kỳ ai, chịu sự ức hiếp, đối xử không công bằng, đối với người ngoài thì dễ, nhưng nếu ngay cả đứa con ruột thịt của mình, đứt ruột đẻ ra, cũng không hề thấu hiểu, không sẻ chia gì được cho mình, thì còn gì đau lòng hơn hả bà? Bữa nay em thấy chị Hiền Mai xuống sắc hẳn đó nha. Em thấy chị cũng ít cười hơn. Chắc chị đang có chuyện gì lo lắng đúng không? Không, mọi chuyện cũng bình thường hà. Chẳng qua gần đây thời tiết thay đổi, công việc lại nhiều nên chị thấy hơi mệt thôi. Nhiều lúc á, chẳng hiểu sao lại quan tâm đến chị Hiền Mai nữa. Chẳng bao giờ chị nói thật lòng mình cả. Lúc nào cũng mọi chuyện bình thường hết á. Nếu bình thường á thì mặt chị đâu có bí xị như vậy. Vui hay buồn á đều bày tỏ trên gương mặt của chị hết rồi. Em nói thật với chị á, từ nay á chị phải cẩn thận, nhất là những người cố tỏ ra gần gũi với chị, họ sẽ hại chị á. Nói vậy á là mày nằm trong những đối tượng mà chị Hiền Mai cần phải cẩn thận. À, hay là chắc mày có âm mưu gì rồi phải không, nên mày mới nhắc nhở chị Mai như vậy. Chị càng phải cẩn thận hơn với nó mới được. Cảm ơn hai đứa đã lo lắng cho chị. Nhưng mà cũng không nên vì vậy mà gây xung đột với nhau chứ đúng không? Thật ra gần đây chị quá mệt mỏi với việc đi tìm phòng trọ, cho nên đầu óc cứ để đâu á. Công việc cũng chẳng quan tâm tới. Không biết cuối tháng này các sếp có kiểm điểm chị hôn nữa. Mấy bữa nay bữa trưa hầu như không thấy chị nên tụi em quên hỏi. Vậy là chị vẫn chưa tìm được chỗ ở sao? Hình như hôm trước chị nói là sắp tới hạn trả phòng rồi mà. Đúng là đã tới hạn trả phòng. Và cũng có người khác tới mướn rồi. Nhưng mà người ta thông cảm với hoàn cảnh của chị, cho nên người ta cho chị ở nhờ mấy hôm. Khi nào mà kiếm được phòng thì chị mới dọn đi. Vậy là tốt quá rồi, người ở cùng phòng với chị chắc là tốt bụng lắm phải không chị? Con gái á vốn rất ích kỷ, nhỏ nhen nữa. Vì vậy á, cô gái có thể thông cảm với hoàn cảnh của một cô gái khác, nhất là một cô gái xinh đẹp như chị Hiền Mai nhà mình á, thì chắc chắn phải là người có tấm lòng bao dung như biển cả. À, chị Mai nè, cô gái sống cùng chị á có xinh đẹp không? Cô ta làm nghề gì? Thật ra là người chị đang sống cùng là một người đàn ông. Hả? Một người đàn ông?